Chào các em đang theo dõi chương trình dạy tiếng Việt lớp 1. Cô là Trần Thu Trang. Để bắt đầu bài học, các em có còn nhớ mình cần phải chuẩn bị những đồ dùng học tập nào không nhỉ? Hãy cùng cô điểm lại nhé. Chúng ta cần bảng con, phấn, đồ lau bảng, vở ô ly và bút chì. Để nét chữ của mình được đẹp hơn, đừng quên gọt nhọn bút chì các em nhé. Đầu tiên, để khởi động, các em hãy cùng cô chơi một trò chơi có tên Ai tinh mắt hơn nhé. Màn hình sẽ hiện lên 4 vật như sau. Trên những vật này đều đang giấu một âm. Trong đó có cả những âm các em đã học và những âm mới nữa đấy. Các em hãy cùng tìm và đọc to lên nhé. Em thưa cô.